Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật trong suốt những giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 16 tháng 11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04, Công an tỉnh Tây Ninh, thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Phạm Văn Tiến, 36 tuổi và Đặng Thanh Tuấn, 44 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Đồng Nai về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Qua công tác chính xác, Công an Tây Ninh phát hiện được dây vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Nhận thấy quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an, xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Theo điều tra ban đầu, sau khi nhận ma túy từ Campuchia, các đối tượng phân nhỏ lượng hàng thành từng gói từ 1 đến 5 kg, sau đó chúng thuê shipper vận chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương để tiêu thụ. Đặc biệt, Tiến và Tuấn còn thêm một số đối tượng khác làm nhiệm vụ cảnh giới, mang theo vũ khí nóng trong suốt quá trình vận chuyển ma túy. Tuy nhiên, mọi hoạt động của đường dây này đã nằm trong tầm kiểm soát của các trinh sát phòng chống ma túy. Sau quá trình theo dõi, lực lượng công an đã lên kế hoạch phá án, chấm dứt mọi hành vi phạm tội. Vào lúc 11 giờ ngày 6 tháng 11, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ từ Công an tỉnh Tây Ninh, C04 và các đơn vị nghiệp vụ liên quan được huy động, chia làm 5 tổ công tác để phá án tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Văn Tiến và Đặng Thanh Tuấn khi cả hai đang bốc phát ma túy từ ô tô biển kiểm soát 70A 53449 vào số nhà 42, đường số 9, hẻm 24, khu phố Hiệp Long, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tăng vật thu giữ bao gồm 58 kg ma túy tổng hợp, một khẩu súng và 11 viên đạn. Tiếp tục mở rộng điều tra, ban chuyên án tạm giữ thêm 5 đối tượng khác liên quan đến đường dây này gồm Ngô Thị Kiều Xuân, Hồ Hồng Mãi, Đặng Thị Quyên, Nguyễn Thị Kim Loan và Trương Thị Trang. Điều tra bước đầu xác định, từ khoảng tháng 7 năm 2024, một đối tượng ở Campuchia đã sử dụng ứng dụng Telegram để trao đổi, thuê Phạm Văn Tiến và Đặng Thanh Tuấn vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa. Số lượng vận chuyển mỗi lần giao động từ 20kg đến 40kg với tiền công 800 đô la Mỹ 1kg. Ma túy được đối tượng ở Campuchia thuê người vận chuyển qua biên giới và tập kết tại khu vực thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, hàng được giao tiếp cho Tiến và Tuấn để tiếp tục đưa vào sâu nội địa. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng liên quan, theo quy định của pháp luật. Thành công của chuyện án một lần nữa khẳng định quyết tâm của lực lượng công an tỉnh Tây Ninh trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, có phần bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội. Lúc 18 giờ 40 ngày 15 tháng 11, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, đội 6, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an tuần tra trên cao tốc Vĩnh Hảo, Phan Thiết, phát hiện ô tô biển kiểm soát 85A 050XX đang đỗ xe tại km 223 980, đoạn qua huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện phía sau ô tô này có nhóm 7 người đang bày biện đồ ăn để dùng bữa tối. Đội số 6 cho biết việc cả gia đình ngồi ăn uống ngay sau phía đuôi xe ô tô trên giải khẩn cấp là vô cùng nguy hiểm vì ban đêm, tầm nhìn hạn chế. Đội 6 đã lập biên bản đối với tài xế HTP, 34 tuổi, ngụ xã Phước Bình, huyện Bắc Ái, Ninh Thuận, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định. Với hành vi trên, tài xế bị phạt 11 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 tháng qua làm việc, tài xế là ông HTP cho biết do đi đường cao tốc đói bụng nên dừng xe ở điểm khẩn cấp để cả nhà cùng ăn đồ mang theo. Công an huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại nhà dân ở xã Du Lễ khiến một người bị thương nặng. Sự việc xảy ra tối 15 tháng 11 tại thôn 1, xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng. Theo thông tin ban đầu, nhiều người dân xã Du Lễ phát hiện tiếng nổ lớn xảy ra tại nhà anh DVC, sinh năm 1991. Nhiều người dân tới hiện trường phát hiện, một người đàn ông trung niên đi bộ từ trong nhà anh DVC ra đường, toàn thân bị xém đen, còn căn nhà hai tầng đang có lửa cháy. Người này di chuyển được vài bước chân thì ngã quỵ xuống đường, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Còn ngôi nhà của anh DVC bung cửa cuốn, nhiều mảnh vụn kính rơi xuống đường. Bên trong ngôi nhà, lửa đang bốc cháy nguồn tin từ lãnh đạo huyện Kiến Thụy cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, địa phương đã huy động lực lượng tới hiện trường cứu hộ cứu nạn, bảo vệ hiện trường để xác minh làm rõ nguyên nhân. Theo phản ánh của người dân, nguyên nhân vụ nổ có thể do nạn nhân đang tự chế pháo nổ tại nhà và dẫn tới vụ việc trên. Hiện nay, tình hình sức khỏe cơ bản ổn định, anh C vẫn tỉnh táo, chỉ bị bỏng ngoài da. Được biết anh C đã lập gia đình và có hai con nhỏ. Trong khi đó theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Du Lễ thông tin Lúc xảy ra sự việc, trong nhà chỉ có một mình anh C, vợ con anh C đã về nhà ngoại. Theo gia đình cung cấp, nguyên nhân vụ nổ do khí gas. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ nổ. Chiều ngày 15 tháng 11, lãnh đạo xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành tìm kiếm tung tích chị NTH, sinh năm 1994, trú tại thôn Tranh Trừ 1, xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, sau nghi vấn chị này để lại xe máy trên cầu tranh rồi nhảy xuống sông Luộc. Trước đó, vào ngày 15 tháng 11, người dân lưu thông qua cầu tranh nối thị trấn Ninh Giang, tỉnh Hải Dương với huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, nghi có người nhảy xuống sông Luộc nên lập tức thông báo cho chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng tiến hành tìm kiếm. Qua xác minh nhanh của cơ quan chức năng, người nghi nhảy cầu là chị NTH. Thông tin ban đầu được biết trước khi lên cầu tranh nhảy xuống sông Luộc, chị Hát dùng một vật sắc nhọn tác động vào cổ ông nội mình. Sau đó, chị Hát đi xe lên đoạn giữa cầu Tranh, rồi để đôi dép cùng phương tiện lại, bất ngờ nhảy xuống sông. Người dân địa phương cho biết nhiều năm trước chị Hát có biểu hiện tâm thần không bình thường và chưa xây dựng gia đình. Trước đây có lần chị Hát có ý định nhảy cầu Tranh nhưng may mắn được người dân cứu. Sáng 16 tháng 11, bão Manji đã mạnh lên thành siêu bão, đạt cấp 16 giật trên cấp 17 tiếp tục di chuyển thần tốc vào biển Đông. Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông biển Trung Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, tức là từ 184 km/h đến 201 km/h, giật trên cấp 17. Siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ từ 20 đến 25 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm siêu bão trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines, đổi hướng Tây Bắc. Mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km. Siêu bão đi vào biển Đông trở thành cơn bão số 10 trong năm 2024 và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Dự báo đến 7 giờ ngày 18 tháng 11, bão số 10 trên vùng biển phía Đông, khu vực Bắc biển Đông, đổi hướng Tây Tây Bắc và di chuyển chậm lại với tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Khoảng 7 giờ ngày 19 tháng 11 Bão trên khu vực Bắc Biển Đông di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ từ 15 đến 20 km/h, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Từ 72 giờ đến 120 giờ tiếp theo, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Từ chiều ngày 17 tháng 11, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 cấp 7, sau tăng lên cấp 8 cấp 9 vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 đến cấp 12, giật cấp 16, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Ngoài ra, theo thông tin được chia sẻ trên fanpage trang tin Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam, từ nay đến ngày 21 tháng 11, Trung Bộ mưa vài nơi, trong đó Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Từ đêm ngày 21 đến ngày 22 tháng 11, từ Nghệ An đến Bình Định có mưa, mưa rào và rải rác có rông, cục bộ mưa to đến rất to, các nơi khác có mưa rông vài nơi. Từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 11, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, khả năng xuất hiện một đợt lũ, các sông khác ở Trung Bộ có giao động.